ơi, gì vậy? Sắp mặt lợn chứ gì. Mày làm gì vậy? Đau bụng hả? Ba qua đời rồi kìa. Ba chút hơi thở cuối cùng rồi kìa. Cái bụng ổng không? Phập lên phập xuống, thở đều đều vậy tại chưa ngái thôi nè. 1, 2, 3. Đó. Sao mà tao kêu ra đây mà ba không nói gì hết vậy? Ba yếu lắm rồi đó. Yếu gì, trong nhà ba anh em có mình mày là ngu là khờ nhất. Tự nhiên ông kêu sáng hôm nay là họp, có chuyện quan trọng kêu ba anh em họp, xong rồi ra đây quỳ, rồi sau ông chào một cái xong ngủ tới giờ này luôn. Về tính sao? Quỳ từ 4 giờ sáng tới giờ rồi đó thiệt. Trời ơi là trời. Ơi. Trời ơi. Ôi. Sức khỏe ba yếu rồi đó. Thì anh cả anh làm cho ba tỉnh thôi. Anh coi lại coi ba có sao không? Không đụng vô người ổng, ổng la là mình là hỗn láo rồi phạm này. Ba. Cha. À, ba đứa con hả con? Dạ thưa cha. Ba chào ba đứa. Ba có cần đi đánh răng rửa mặt không ba? Sáng giờ quá 7 lần luôn rồi, cứ lên chào một cái ngủ bây giờ. Rồi được rồi, tôi biết ba sợ cái gì. Ba sợ gì? Lê đi rồi xem có mất. Chào ba con. Chết rồi, bây giờ sao bây giờ? Nhây quá ba ơi. Cha. Cha, tỉnh đi mày. Dậy đi cha ơi. Ôi trời ơi, ba ơi, ba cứu sao vậy ba? Ôi, hết rồi. Yếu quá, yếu quá cha. Ê, ê, dính. Ôi, ba có sao không vậy ba? Cho ông ngồi dậy đi, cho ông ngồi dẻo nói chuyện đi, không hợp gì quan trọng mà. Hai đứa bay. Cha ơi, cha. Cha ơi, cha kêu có hộp gì gì quan trọng tới đây coi cha ngủ không, hồi sáng giờ tôi có quỳ muốn gãy cái giò luôn rồi, bây giờ cha phải nói chuyện gì đi chứ. Trời ơi trời, chứ bắt tụi con quỳ hoài, bây giờ cha nói thẳng đi. Cha bắt tụi con ở đây chứ hộp. Đó, vô vấn đề chính. Mà đợi tụi con lâu quá, cha ngủ luôn. Đợi cái gì, nãy giờ con quỳ ở đây mới lâu, muốn gãy hai cái cặp giò luôn à. Ai bắt tụi bay quỳ, tụi bay chửi cha, tụi bay vậy. Bắt tụi bà kêu thì tụi con chịu thôi. Kêu ra, tao nói là quỳ không, tự nhiên tụi bay quỳ, ngu quỳ chi giờ chửi cha. Bây giờ hợp không, hợp tụi con đi về, lo vợ con. Bây giờ hợp nè. Nó tuyên bố, hôm nay cha tuổi già sức yếu rồi. Cơ địa cha mỏi, mày bớt cho đau quá. Bớt mà tránh ra luôn đi. Lo cho ba mà. Lo tao già bớt đau á. Cha muốn truyền ngôi báo. Truyền ngôi báo để thay cha lên. Truyền ngôi báo. Thống lĩnh cái triều đình này. Cái thời điểm này ba mà truyền ngôi báo là chính xác và hợp lý. Ba hãy giới thiệu cái tên của mình để cho người ta thấy cái uy lực của mình đi. Chúng ta là bộ lạc, ta tên là Tha Lên. Con là con cả của cha. Con là Tha Xuống. Con là con gì? Con Tha Tới. Con Úc và con Tha Thu. Tha Thu, mày Tha Thu vậy? Nào, cái tên này mày cũng quên đó. Mày là Tha Lui. Bộ Thẩm Tha Tên Tha Xuống, Tha Tới, Tha Lui của chúng ta lúc nào cũng hùng mạnh. Hùng mạnh. Thấy hùng mạnh, hùng mạnh. Nhưng con thấy cha bây giờ tuổi già sức yếu rồi. Hồi nãy con nghe cha mới vừa bàn cái chuyện truyền ngôi báo gì đó. Con thiết nghĩ cái ngôi báo đó đó, chỉ có con mới xứng đáng cái ngôi báo đó. Bởi vì sao? Con là anh cả trong gia đình. Tuổi con lớn hơn hai đứa này, con có kinh nghiệm nhiều hơn cha. Lớn mà ngu như bò. Nghĩ sao vậy? Để tất cả hết. Con à, nếu như cha tin tưởng con, cha cho con lên làm tộc trưởng, thì con sẽ làm cái gì đó gian danh cái bộ tộc Tha của chúng ta. Con sẽ đổi tên của bộ tộc liền. Con sẽ lấy cái tên bộ tộc mình là gì vậy con? Dạ thưa cha. Cha lên trị vì bộ tộc này. Cha lấy cái tên là Tha Lên. Đúng. Khi con lên ngôi vàng của cha, con sẽ đổi tên bộ tộc của mình thành cái gì? Tha Như Thê. Tha Như Thê à? Tha Răng Như Thê. Tha Răng Như Thê.
Là cái gì? Tên nghe hay gì sao lại cái tên đó vậy anh? Thà đừng cô nêu cao năng tăng lòng cha chị hơi con. Hay lắm, có bài hát cho bộ tộc mình luôn, giỏi. Hãy trao quả báo đó cho con. Được. Rồi rồi. Khoan đã. Tới thằng Thứ nói cho cha nghe coi. Con mới xứng đáng làm vua của bộ tộc ta. Chưa nói thì sao biết xứng? Hả? Chưa nói. Nói cái gì ba? Ý là lấy cái tên bộ tộc mình là cái gì? Anh cả lấy tha như thế, tha răng như thế luôn, thì con sẽ lấy tên bộ tộc của mình là cũng tha luôn. Nhưng mà tha quá. Tha quá, thôi mày rớt chất luôn đi. À, mày tha quá. Thằng Út làm sao con? Tên gì? Tha La Mô La Đào. Tha La Mô La Đào là cái gì? Tha là một lần đau để cố quên đi niềm đau. Thằng Út được. Thôi được rồi, cha đã được ba con. Cũng được luôn. Cha, những tài năng của nó vẫn thua kém con. Được con rồi. Xứng đáng ở vị trí ngôi báo này cha. Con xứng đáng hơn. Cha ngồi dậy đi. Đó phải đỡ tôi dậy chứ. Đỡ một lời đi. Ơi, thằng đỡ chân thằng cha, đỡ. Cha, hãy ngồi dậy đi. Đây nè, cha lại ngồi nè. Bây giờ vậy. Cha muốn phần thi đầu tiên của ba con đó là phần thi võ thuật. Wow. Ai có nội công thâm hậu, cha sẽ cho lên ngôi tộc trưởng. Võ thuật à? Võ thuật. Võ thuật à? Đúng, võ thuật. Dạ thưa cha, nói về võ thuật, cha hãy tin tưởng ở con. Bởi vì bao nhiêu môn võ thế võ cha đã truyền cho con đều ghi nhớ sâu đậm trong đầu. Wow. Cha thiệt là giỏi quá. Con sẽ biểu diễn võ thuật cho cha coi. Giỏi lắm con, biểu diễn cho coi đi. Tung quyền tay trái. À, giỏi quá. Hi. Đỡ quyền tay phải. Biến mãi theo một cái cùi chỏ. Cha. Đối phương ngã quỵ. Dè về tung cước. Hê hê. Đau quá. Lấy hết sức còn lại tung tuyệt chiêu cuối cùng. Đã sấy cầu vòng. Anh ơi, trời ơi, lại hại quá. Cha thấy con nhớ rõ những bài quyền của cha chỉ cho con không? Mày múa gì vậy? Chứ có cha chỉ cho con bài quyền đó mà. Không có, chỉ võ tốc độ nó cao mà. Sao mày múa gì chậm dữ vậy con? Giờ đi, cha chỉ cho con là cha 75 tuổi, cha nhớ không? Tốc độ nó vẫn như vậy mà. Không phải, con phải nhanh lên, cái này giống bài múa con ơi. Không đâu cha, anh cả đang phủ rùi đó cha. Tỉnh ra, để thể hiện sức mạnh. Nếu cha muốn nhanh thì ngồi lại đây. Con sẽ làm cho con. Cha không cần, cha không cần con nữa. Tới thằng thử sức mạnh đi. Nhu, tới ta. Wow. Trời ơi. Oh no. Cái gì vậy trời ơi? Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao con cha? Đời sức mạnh. Tại sao vậy? Mày có giữ sức mạnh, tại sao dám đẩy cha? Tao thích. Hỗn lao bất hiếu. Mày sẽ chết. Gì đó thằng cả? Cha à cha. Gì con? Tại sao bài quyền cha chỉ cho con đối phương không bị gì cả mà con lại bầm dập thế này? Trời ơi, trong gia đình mà quýnh lộn nhau chi vậy con? Chứ nó hỗn láo bất hiếu với cha. Thôi được rồi, bữa nay cha không có truyền ô cho ai nữa. Đợi thứ sáu họp tiếp nha. Bảy chiều.